Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Và hôm nay thì em sẽ làm video giới thiệu cho anh chị về giá bán của thời điểm cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2024 này. Và cụ thể trong video ngày hôm nay thì sẽ là giá bán của chiếc xe Toyota Yaris Cross. Và ở thời điểm hiện tại thì Toyota Yaris Cross ở thị trường Việt Nam có hai phiên bản là phiên bản máy xăng, thuần xăng và phiên bản máy xăng lai điện. Và trước mắt chúng ta đây là phiên bản máy thuần xăng có giá niêm yết là 650 triệu so với màu đen, và các cái màu có trắng ngọc trai thì là 658, còn những cái màu có sơn nóc đen thì sẽ là 662. Mà tính ra theo giá niêm yết hiện tại thì bên em đang giảm là 18 triệu tiền mặt, mà lăn bánh theo giá niêm yết sẽ là 711 triệu. Nếu mà anh chị Linh tham khảo trả góp thì chuẩn bị giúp em số tiền là 206 triệu. Phiên bản thứ hai, phiên bản xăng lai điện thì có giá niêm yết là 765 triệu. Thì bên em hiện tại đang giảm là 11 triệu tiền mặt, tính ra lăn bánh cho anh chị sẽ rơi vào khoảng là 836 triệu. Trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 243 triệu giúp em. Đó là về giá bán và giá lăn bánh cũng như trả góp thời điểm hiện tại. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về chiếc xe này lần đầu. Nếu mà anh chị lần đầu xem qua xe thì chiếc xe Toyota Yaris Cross được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam từ Indonesia, và là một trong những chiếc xe có rất nhiều công nghệ từ camera 60 này, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm và các chức năng khác trong gói chức năng Toyota Safety Sense, đèn bi led này, là răng rất là lớn. Còn phiên bản này thì sẽ không được trang bị là cửa kính trời toàn cảnh. Tuy nhiên là phiên bản cao cấp thì sẽ được trang bị thêm là phiên bản xăng lai điện đấy ạ, sẽ được trang bị thêm là cửa kính trời toàn cảnh và cốp điện cộng với đá cốp. Còn về phần nội thất xe, nội thất xe thì sẽ được trang bị là nội thất da đen điểm với các cái họa tiết chỉ màu xanh ở đây, cũng khá là nhiều chức năng. Ở đây là để điều chỉnh các chức năng trong cụm Toyota Safety Sense và cảnh báo đỗ này và cái chống chân trượt. Đó là các tính năng của xe và chỉnh cao thấp của đèn ở đây. Xe thì có cả lẫy chuyển số sau vô lăng, các cái núm điều chỉnh và màn hình lớn, màn hình 10 inch, điều hòa tự động, phanh tay điện tử, sạc không dây, rất nhiều chức năng. Còn đây là hàng ghế thứ hai của xe. Chiếc xe này thì phiên bản xăng thì tiêu thụ là 5,95 lít trên 100 cây đường hỗn hợp, chưa đến 6 lít. Còn đối với phiên bản xăng lai điện thì nó còn tiết kiệm hơn nữa cơ. Nó lên cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu nó chỉ rơi vào khoảng hơn nửa so với như này, có nghĩa là sẽ rơi vào khoảng tầm 4 lít trên 100 cây. Còn cốp xe thì rất là rộng rãi, cốp phụ nằm bên dưới ở đây, bên dưới cái thảm này, và cái cốp của xe thì sẽ nâng lên được có hai nấc khác nhau. Đó là về giá bán của chiếc xe Toyota Yaris Cross thời điểm hiện tại. Anh chị nào cần em tư vấn thêm, quan tâm thêm về các cái vấn đề khác về xe, vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline để trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.